Chào ngày mới trên quê hương yêu dấu ngàn đời, bát ngát ruộng đồng biển xanh đầy tôm cá, Quan Châu linh kiệt ngàn năm còn đó, mặt trời chiếu sáng nông thôn đổi mới, kinh tế vươn mình kết nối muôn phương. Chào Tráng Sĩ quê hương lên hai vai, núi Thần Vũ hiên ngang dáng oai hùng. Chào Mộ Xa rừng thông reo vui hát, biên cửa hiền bao la lộng gió. Chào Phù Diên tình thương mến thương, chào thị xa tương lai Diên Châu anh hùng. Diên Châu ơi trong tim mãi tự hào, mảnh đất tình người qua bao kiến trung, ngọt ngào lời ru yêu thương của mẹ, trẻ thơ vui mừng cắp sách tới trường. Ta xây tương lai xanh bước muôn phương, Diên Châu quê mình từng ngày đổi mới, đẹp tựa bài ca như những mùa hoa. Diên Châu xin chào vang mãi bản hùng ca. Ngày mới trên quê hương yêu dấu ngàn đời, bát ngát ruộng đồng biển xanh đầy tôm cá, Quan Châu linh kiệt. Chào kính thưa quý vị, đang diễn tỏ khán đài lúc này là 130 bông hoa tươi đẹp nhất, đại diện cho 130 đội viên ưu tú đến từ chi đội 7 làm trung diễn. Với sự tươi trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết, các em chính là những mầm non tương lai của quê hương, là niềm tự hào của làng trung diễn xã Diễn Thành. Chi đội 7 làng trung diễn kính chào quý vị khán giả, chào quê hương Diễn Thành yêu mến thân thương, chào Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp với 79 mùa thu cách mạng. Kính thưa quý vị, xóm 7 làng trung diễn chỉ là một xóm trung tâm của xã Diễn Thành, mà đây còn là nơi hội tụ của truyền thống cách mạng hào hùng. Xóm 7 làng trung diễn có hơn 1.300 nhân khẩu với 265 hộ gia đình. Trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, người dân xóm 7 đã và đang không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thế hệ trẻ làng trung diễn ngày hôm nay được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực rèn đức luyện tài, tiếp tục truyền thống cha ông để xây dựng tương lai tươi sáng. Kính thưa quý vị, chúng ta đều nhớ mãi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở trong học tập của các em. Lời dạy thiêng liêng ấy luôn khắc sâu trong tâm trí mỗi thiếu nhi Việt Nam, là động lực để các em phấn đấu không ngừng. Thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân, chúng ta hãy cùng hướng mắt về trung tâm lễ đài để cùng thưởng thức phần thi nghi thức tổ của chi đội 7 làng trung diễn, hòa chung trong không khí tưng bừng của cả nước, toàn đảng toàn dân ra sức phấn đấu lập thành tích chào mừng 79 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Chi đội 7 làng trung diễn chúng em đang dần tiến về phía lễ đài, dẫn đầu là đội cờ. Đây là những gương mặt tiêu biểu, những tấm gương luôn sẵn sàng tiên phong cho các phong trào thi đua của đội viên. Đi đầu đội hình là lá cờ tổ quốc, là hình ảnh thiêng liêng của đất nước, của dân tộc Việt Nam. Tiếp theo là lá cờ đoàn, ở giữa có gắn huy hiệu đoàn tượng trưng cho sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tiếp theo đó
đó là lá cờ đội, ở giữa có hình huy hiệu đội, tượng trưng cho truyền thống cách mạng, truyền thống đội, tượng trưng cho lòng yêu tổ quốc, là niềm vinh dự và tự hào của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Suốt chặng đường dài, chi đội 7 luôn phấn đấu không ngừng nghỉ vì lý tưởng của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, noi theo gương các anh hùng cách mạng, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện tốt lời hứa đội viên, gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi công tác đội cũng như trong lao động và học tập, rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Xin được gửi tới quý ban giám khảo, quý đại biểu cùng toàn thể bà con lời kính chúc sức khỏe và thân ái. Chúc các bạn đội viên chi đội 7 liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh xã Diễn Thành có một năm học mới đầy vui tươi, hứng khởi, gặt hái được nhiều thành công trong học tập. Chúc hội trại hè năm 2024 xã Diễn Thành thành công rực rỡ.
cờ và hát quốc ca là một trong những nghi thức thiêng liêng, nghi thức quan trọng thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào của tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước, đối với dân tộc. Khi âm hưởng của quân ca hùng tráng vang lên, đó là một bài ca vĩ đại, là biểu tượng của mỗi quốc gia gắn liền với lịch sử, là vận mệnh linh thiêng, ý chí khát vọng của mỗi dân tộc. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe. Vậy nên luyện tập thể dục bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước, việc đó không tốn kém khó khăn gì, gái trai già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Thực hiện lời dạy của người, các em đội viên 67 đang thể hiện bài thể dục nhịp điệu của mình. Thank you.
Hồ Chí Minh cất lên giọng
giọng nói ấm áp của người đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và cho dù năm tháng đi qua, tinh thần của tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 vẫn đời đời bất diệt trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam. Chống dục dã, chúng em dưới sự điều hành của chi đội trưởng Lâm Thị Nhi đang di chuyển thành đội hình vòng tròn để thực hiện cuộc thi múa hát tập thể. Thank you.
trong mùa cách mạng, quốc mang màu xanh khỏe mạnh trên nền tổ quốc và mỗi đội viên luôn đeo trên ngực mình, cùng với chiếc khăn quàng đỏ trên vai mỗi khi đến lớp, đến trường hay trong những ngày lễ hội. Đó là một niềm vinh dự của tuổi thơ. Kính thưa quý vị, trên sân khấu hiện nay, chi đội 7 chúng em đang xếp biểu tượng búp măng non tượng trưng cho tuổi. Lớn lên trong mùa cách mạng, sướng vui có đảng tiền phong, có đảng như ánh thái dương, sống yên vui trong tình yêu thương. Bài hát như một lời tự sự trong trèo, hồn nhiên chân thật của các em thiếu nhi về sự tin yêu, biết ơn đối với Đảng và Bác Hồ đã mang lại cho cuộc sống hòa bình. Để thực hiện phần thi múa hát tập thể với các ca khúc Đội ta lớn lên cùng đất nước Việt Nam I love. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tim. Dù cho năm tháng, dù nơi chốn xa, quê hương đi đâu cũng sẽ trở về. Việt Nam hai tiếng thân thương đó luôn là niềm tự hào của các em, là những đội viên xuất sắc của chi đội 7. Chúng em xin hứa sẽ học hành chăm ngoan, tiến bước lên đoàn để mai sau này góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam mãi giàu đẹp. Quý vị về tham dự ngày hội thiếu nhi năm 2024 xã Diễn Thành, chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Ngô Thành Công, huyện ủy viên, bí thư huyện đoàn, chị Đậu Thị Thu Hiền, phó bí thư huyện đoàn. Chúc hội trại hè năm 2024 xã Diễn Thành thành công rực rỡ.